chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ nút bạc. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ nút vàng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ nút kim cương. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Đầu tiên là mình sẽ xỏ hạt vuông nha. Phần hạt vuông mình sẽ xỏ màu tím nha mọi người. Xóa một lần video ở đấy nha. Mãi em cũng chạy chạy này rất là chậm. Thành nó sạc ấy chứ. Gì thì rất là chậm luôn. Thành nó sạc cái này. Đây điện thoại này em ơi. Điện thoại này thật sao nó thiếu không? Thiếu thì em mới lật xong không. Nghĩa ơi Nghĩa, điện thoại của Nghĩa mất phê mất đi. Nghĩa, điện thoại của em mất phê ấy. Phê với đi có giống nhau không? Nó vẫn là một mà. Mất phê là mất mạng đúng không? Đúng. Vân có mất đâu. Vân có mất gì? Không có mất á. Đúng rồi. Kỳ lạ. Có Vân chứ. Nghe tôi nói là từ 12 thì có Vân nhưng mà chả biết. Check mark. Em vừa lập thêm nick TikTok ạ. Em có lập thêm cái nick là tên Hiếu nữa không? Hiếu luôn vui tươi đấy. Không biết đứa nào follow chị.
Chị về gái chị đi mua lợn đất, chị ăn đi mua lợn nhựa, chị rút tiền hết vào luôn. Vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, vòng của mình đã hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ấy. Các bạn ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Em nghĩ có nóng không?